cho tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Andy Phạm và Cuộc Sống Úc. Ngày đầu tiên mình đi từ Karama và sau đó thì mình theo tuyến quốc lộ số 4. Thì ngày đầu tiên mình cũng đi nhẹ nhàng thôi các bạn, chỉ có khoảng 131 cây thôi. Và sau đó thì mình sẽ dừng tại một cái điểm nó gọi là Eco Point, các bạn thấy dấu chấm tròn nhé. Và mình sẽ tham quan ở tại đây và sau đó thì mình đi tới một cái khu vực nó gọi là hồ Liel. Hồ Liel là một trong những cái hồ tương đối khá là dễ thương. Và mình sẽ dừng ở đây, ngủ đêm tại đây, coi như là kết thúc ngày 1 nhé. Mình đã đi được 100 cây số rồi các bạn nhé. Và mình đang ở thị trấn Liura, một cái thị trấn cổ nằm bên cái sườn núi Blue Mountain. Và đang ở trên độ cao là 985m so với mặt nước biển. Và ở đây đó, mình thích cái thị trấn này là tháng 10 đó. Nó có một cái hàng cây anh đào đó, nó nở ra cực kỳ đẹp các bạn. Do mùa này là mùa đông cho nên khi mà chúng ta đi qua đây đó thì cây cối nó rụng lá hết rồi. Đó, cái như các bạn thấy đó. Sau Liura là mình tới Katoomba. Katoomba là cái thị trấn chính và lớn nhất ở trong cái dải núi xanh này. Và được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, từ cái thời mà người ta khám phá ra, người ta khai thác cái than đá ở tại khu vực này đó. Thì năm 1847 thì người Anh đó, người ta mới tìm sâu vào trong lục địa này. Tức là người ta đi sâu vào bên trong thì người ta mới phát hiện cái khu vực Blue Mountain này. Nó có một cái mỏ than, tức là than đá đó, cực kỳ lớn các bạn nha. Và Katoomba đây là cái vùng đất mà của người thổ dân. Và khi nhắc tới cái vùng đất này thì người ta nói tới quyền thoại của người thổ dân ở tại đây. Và đối với người thổ dân, chữ Katoomba đó có nghĩa là ánh nước lấp lánh. Tại vì trong cái núi xanh này đó thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái hòn thác khác nhau. Và những cái thác khi mà nước nó chảy từ trên chảy xuống đó thì nó tạo nên một cái sự lấp lánh của nước. Cho nên là người thổ dân người ta mới đặt tên cho là Katoomba. Và ở đây đó thì nó đẹp nhất là mùa nào? Tức là chính là mùa thu các bạn. Tại vì mùa thu xung quanh cái khu vực này đó, do nó nằm trên một cái độ cao như thế này thì thời tiết của nó tương đối là mát mẻ, cho nên nó tạo một cái khung cảnh là những cái cây lá vàng, những cái cây lá đỏ cực kỳ đẹp, rất là bắt mắt và rất là lãng mạn nữa. Và sau cái thị trấn Katoomba này là mình đặt chân tới cái địa điểm đầu tiên trong cái hành trình của mình, đó chính là núi Ba Chị Em. Hiện tại thì mình đang có mặt ở núi Ba Chị Em là ở phía sau của mình rồi các bạn. Đây là một trong những cái ngọn núi rất là nổi tiếng và cảnh quan rất là đẹp ở tại cái khu vực này. Núi Ba Chị Em đó các bạn thì nó nằm trong cái khu bảo tồn di sản Blue Mountain và thung lũng Jamieson. Thứ tự từ trong ra ngoài thì cái núi đầu tiên tên là Meni, 922m, chính giữa là Wimla, 918m và cái cuối cùng là Em Úc Gunnedu, 906m. Và đối với cái núi Ba Chị Em này thì nó gắn liền với truyền thuyết của người thổ dân. Thì các bạn vừa thấy cái tên mình vừa đọc đó, mình đọc theo kiểu tiếng Anh nhưng mà thật ra nó là tên của cái gốc người thổ dân đó các bạn. Thì nó gắn liền với một cái truyền thuyết là ba cô gái thổ dân thuộc cái bộ tộc Katoomba yêu ba cái chàng trai của bộ tộc Nebian. Thì nó có một cái sự tranh chấp xảy ra giữa hai cái bộ tộc này là không cho họ yêu nhau, cho nên là ba chàng trai này quyết định coi như là chiến đấu tới cùng và đưa quân qua coi như là để cướp ba cô gái này. Và trong cái bộ tộc của ba cô con gái này đó thì một cái vị phù thủy mới đứng ra để hóa phép cho ba cái cô này trở thành ba hòn đá. Nhưng mà tuy nhiên thì cái ông này ổng xui cái là ổng chết luôn, cho nên là ba bà này đứng chơi chọi ngàn năm cho đến bây giờ. Và nó trở thành một cái truyền thuyết quyền thoại của người thổ dân. Và tại đây đó thì các bạn có thể nhìn thấy được cái không gian bao la rất là rộng lớn của một phần cái dải núi xanh này, với tổng diện tích là 11.400 km². Và đặc biệt các bạn thấy ngay tại cái vị trí này đó, mình thấy người ta đang đứng ở dưới không? Đó, ngay cái vị trí đó nó gọi là Elizabeth Lookout. Tức là năm 1954 thì nữ hoàng Elizabeth á, của Anh, cũng vẫn là nữ hoàng của Úc, thì đã đến cái khu vực này và đứng ngay tại cái vị trí này tham quan. Cho nên người ta mới lấy tên của bà để đặt tên cho cái địa điểm này để có thể ngắm cảnh một phần của cái dải núi xanh này. Và cũng từ cái vị trí này đó, khi mà các bạn nhìn qua bên kia của núi Ba Chị Em, chúng ta thấy có một cái cầu nó gọi là cầu tình yêu. Nó gọi là Honeymoon Bridge. Một tí xíu thì mình sẽ đưa các bạn đi qua bên đó để chúng ta xem coi nó có cái gì nhé. Bây giờ mình đưa các bạn đi xuống cái núi Ba Chị Em, tức là mình vào bên trong luôn để chúng ta khám phá xem nó có cái gì.
xuống núi. Ba chị em gọi là honeymoon bridge, tức là cái cầu tình yêu đó. Đó, mình đi xuống dưới mất 20 phút thôi. Tại cái vị trí đó nè, nó có cái cổng rất là đẹp, mình rất là thích. Và ngay đây đó thì các bạn có thể nhìn một chút xíu một cái góc của cái dải núi xanh này, nhìn rất là đẹp luôn. Cảnh quan ở đây thì phải nói là tuyệt vời. Và các bạn thấy được cái màu xanh của cái rừng này đó. Thì lý do tại sao người ta gọi là cái Blue Mountain, blue là màu xanh blue đó mấy bạn. Thì tất cả hầu như là những cái cây trong này nè, là nó là cái cây quân diệp, nó cùng với họ bạch tràng bên Việt Nam mình. Và nó tinh dầu rất là nhiều, cho nên là khi mà trời ui ui hoặc là trời mà chúng ta thấy là trời nắng đó, thì nó sẽ tỏ cái mùi cái tinh dầu này ra và nó sẽ bốc lên thành một cái dải màu xanh xanh blue rất là đẹp, cho nên là người Anh người ta mới đặt tên cho là Blue Mountain là như vậy ha. Xuống đến cây cầu, nó gọi là cầu honeymoon, cầu tình yêu. Rồi từ đây là các bạn đứng nhìn đối xứng lại cái vị trí mà lúc nãy mà các bạn đứng để ngắm núi Ba Chị Em đó. Giống như chúng ta đang đứng, chúng ta đi hai cái điểm gọi là đối xứng với nhau nè. Và ngay tại vị trí này thì các bạn thấy cảnh quan tuyệt vời. Bây giờ mình quay trở lên để tiếp tục cái lịch trình của mình. Đuối rồi. Và các bạn nhớ đi những cái vùng núi này, nhớ mang giày dép dễ đi, giày thể thao nhé, không thôi là té lội họng đấy. Thấy cái chiếc xe Beat màu đỏ này đó, thì mình mới chợt nhớ là ở đây nó có cái chiếc xe Beat kiểu dành cho khách du lịch đó các bạn. Nếu mà các bạn là những cái người mà tự đi đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái chiếc xe Beat này. Nó đi từ trung tâm thành phố Sydney và sau đó là nó sẽ cho mình xuống những cái điểm mà du lịch để ngắm cảnh tham quan ở đây. Thì thường là chúng ta sẽ mua một cái vé đi trong vòng 24 tiếng và nó chỉ chở những cái điểm đi du lịch thôi. Và nó theo cái tuyến, thì cái xe này đó là các bạn nó thấy các bạn thấy nó để Blue Mountain không? Là nó chuyên để đi Blue Mountain thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình lên xe hơi của mình sẽ đi qua một cái địa điểm khác trong cái lịch trình ngày hôm nay. Mình không biết mình đang có mặt ở đâu luôn. Đồng không mông quạnh hai bên đường, hai bên đây. Mình với cái chiếc xe mình. Nói chung là trưa nay mình không có ăn trưa. Cũng may là mình có đem cái khô bò này. Ăn khô bò đỡ đói. Nói chung là cái thời tiết ở đây các bạn, nó lạnh, nó mát, giống như Đà Lạt đó. Càng giờ chiều nó càng lạnh, nó tan nữa rồi nó buốt rồi. Ngay tại cái khu vực mình ở, mình đang ở đây nè, xung quanh đó là những cái cánh rừng mà nó bị cháy á, nhiều lắm. Các bạn ơi, mình đang có mặt ở tại cái khu vực này đó, là cái khu vực mà nó bị cháy rừng. Mình thấy phía sau lưng của mình nè, rừng tức là ngày xưa đó, năm vừa rồi thì tháng 11, tháng 12 là cái năm mà phải nói là cháy rừng rất là nhiều ở bên đất nước này. Và đây là một trong những cái khu vực mà cháy cũng rất là nặng nề ha. Đây các bạn có thể nhìn thấy phía sau của mình nhé. Tuy nhiên thì bắt đầu là một số cái cây mà nó không chết đó, tức là nó cháy bên ngoài thôi, thì bắt đầu là dần nó bắt đầu nó hồi phục. Khi mà mưa xuống đó các bạn, thì bắt đầu là nó hồi phục lại và nó đâm chồi nảy lọc lại. Và các bạn có thể nhìn thấy phía sau của mình là một số cái cây bắt đầu nó lên rồi đó. Hoặc là như cái cây này trước mặt các bạn nè, nó cháy đang thù lùi luôn ha, đang thù lùi thù lũi luôn đó. Nhưng mà bây giờ nó đâm chồi, nó bắt đầu nó phát triển lên nè.
nên là phải nói cả sức sống của những cái cây đó là bên Úc này là nó rất là mạnh mẽ, người ta ví giống như là sức sống của người Úc. Đây các bạn thấy cái cây này, cây bụi nè, đó tức là nó bị chết ở phía trên đó các bạn nè, nó bị chết đen phía trên thôi, nhưng mà bắt đầu ở dưới bắt đầu nó đâm chồi lên rồi nè, tức là dưới gốc nó vẫn còn sống nha. Thấy độc đáo của thiên nhiên không? Hầu như là những cái cây này đó các bạn, mình thấy là nó chết, nhưng mà nó chết phần trên thôi, tức là cái rễ ở dưới đó nó cũng còn sống nè, nó còn mọc nè. Đố các bạn biết cái cây này là cây gì? Nhìn nó xù xì ha, rất là độc đáo. Cái cây này nó gọi là cây Banksia các bạn. Banksia là một trong những cái loại cây nó giống như cây thông vậy đó. Nó sống rất là nhiều ở trong rừng cũng như là vùng biển đó, cũng rất là nhiều. Nó có khoảng hơn 10 loại trái Banksia khác nhau. Mình thấy cái trái nó như thế này nè. Cái lõi bên trong nó cứng lắm các bạn. Cái lõi bên trong nó cực kỳ cứng. Ở đây thì dân người ta lấy cái lõi bên trong đó, người ta đục đẽo, người ta làm một số cái đồ thủ công mỹ nghệ đó, cái trái Banksia đây nè. Lúc mình đang ngồi ăn trưa ngay cái cánh rừng mà từng bị cháy đó, đâu có một cái bà quả bà xuất hiện, bà xin thức ăn. Bà đó. Hay thiệt. Quả biết ăn cua bò Việt Nam. Giờ chỉ có mình chơi với bà thôi. Quả ăn bánh bông lan. Ăn luôn các bạn ơi. Wow. Ăn trưa xong thì mình tiếp tục lịch trình của mình và chạy xuyên qua cái cánh rừng bị cháy. Thì mình mới thấy là khi mà chúng ta thấy được những cái hình ảnh này đó, chúng ta mới thấy là cháy rừng là một trong những cái thảm họa và rất là đáng sợ ở bên Úc này. Tuy nhiên thì các bạn vẫn thấy được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên ha. Khi qua khỏi cái cánh rừng này đó, mình đến với những cái vùng nông trại chăn nuôi. Trước mặt các bạn nè, đó, đây là những cái đàn bò nuôi thịt nhẫn nhơ đang gặm cỏ trên một cái cánh đồng mà rộng lớn bao la như thế này. Thì phải nói là mình là dân ruộng đồng các bạn, cho nên là khi mà đi qua những cái vùng mà nông thôn kiểu này đó mình mê lắm. Mình thích lắm. Mình cảm thấy là ồ, nước Úc nó là một cái đất nước mà nó có cái gì đó, nó thiên nhiên, nó thanh bình, nó hay lắm. Và băng qua cái vùng nông trại này là mình cũng đã đến được cái nơi mình chuẩn bị, mình cắm trại rồi. Các bạn ơi, mình đã tới cái khu vực cắm trại rồi. Bây giờ mình đem đồ xuống thôi. Oh my goodness, oh my god, so heavy. Các bạn ơi, bây giờ là cái trại của mình đã hoàn thành rồi đấy, mình sẽ sắp xong rồi. Tối nay mình sẽ ăn ngủ nghỉ ở đây một đêm, rồi sau đó là sẽ tiếp tục chương trình. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị để mình nấu bữa ăn tối ngày hôm nay. Tức là mình nấu ăn tại đây luôn các bạn, nhưng mình không có đi nhà hàng, không có đi quán ăn gì hết á. Các bạn sẽ thấy ở đây rất là nhiều người ta đi cắm trại nha. Các bạn thấy cái lều phía sau mình không? Tức là cái lều to đùng đó, của người ta chứ không phải của mình. Thì người ta đi cắm trại mà thấy cái lều đó là rất là hoành tráng, tức là cái lều đó rất là chuyên nghiệp luôn, mình rất là thích. Và ở đây đó, cái vị trí của nó là từ phía trước cửa của cái lều của mình đó, là nhìn ra đó chính là cái khu vực mà bờ hồ. Mà nó hay lắm, mấy bạn có thể câu cá, mấy bạn có thể ngắm chim, ngắm cò, ngắm vịt trời này đó, nó bơi tung tăng ở trên bờ hồ đó, đã lắm. Lạnh quá các bạn. Sáng có đi mua ổ bánh mì ăn, sợ nhớ bánh mì Việt Nam, mua đem theo và ăn bánh mì trước. Tối mình nấu mình ăn tiếp. Tối ra đây nướng khoai, nướng bắp các bạn. Ngon. Cái khu này cũng đẹp lắm các bạn. Nói chung là lâu lâu mình ra đây mình cắm trại cũng thấy hay hay. Nướng là dễ thương ha. Nếu mình có nướng bắp, nướng khoai mình sẽ quay cho mấy bạn coi tiếp nha. Chuẩn bị mình nấu bữa tối đây. Mình nấu chắc có lẽ là chỉ nấu bò viên thôi. Chắc giờ này không có ăn không ăn phở đâu. Giờ này không có ăn ăn cơm nhiều, sợ bị mập. Đó, mình mua sẵn cái này luôn đó các bạn. Cái này là nước
nước bò, xương bò đó người ta làm sẵn như thế này nè đó, mình mua mình đem theo, mình muốn cho nó thơm mình cho tí xíu quế vô. Nói chung là cái này mình đi mình không có thời gian cho nên là họ cứ nấu đơn sơ vậy thôi. Đó. Các bạn bỏ thêm hai cánh hồi nữa là ok rồi. Chúng ta cứ nấu lên thôi. Cánh hồi rất là thơm. Mình có đem thêm thịt bò viên nữa không? Này giờ này mà ăn cái bò viên này phê lắm. Trời lạnh lạnh nữa này. Chỉ nấu súp bò viên thôi. Nồi súp bò viên của mình đã xong rồi. Đó, mình có đem, mình mua được như cái mình đem mình nấu vậy đó mấy bạn. Và coi như là mình bữa tối của mình đã xong rồi đó. Này không có nhiều đâu, có khoảng 10 cái viên bò viên thôi. Rồi khoảng nửa cái bắp cải xanh này nè, đó. Rồi mình bỏ tí xíu cà rốt, rồi bỏ tí xíu ớt, tiêu vô. Tí xíu mình sẽ chấm với lại tương xay và tương ớt nhé. Mình đứng khoai lang đi. Đó, mình để mấy trái bắp lên đây trước. Cái bếp mình nó hơi nhỏ. Cho nên cái than bắt đầu nó chín rồi, nên cái than bắt đầu nó đỏ lên nè. Mình nướng từ từ thôi. Đó, hai trái bắp với cái củ khoai của mình cũng sắp chín rồi các bạn. Này mình mua khoai lang tím, này bắp Mỹ nha. Đây không có bắp Việt Nam đâu. Ồ, vàng ươm ngon quá. Này ăn hồi chắc chết luôn. Mình phải nướng củ khoai này cho nó đủ, cho nó đều á, chứ không thôi để hồi chỗ chín chỗ không. Rồi bây giờ bắp với khoai nó chín rồi mấy bạn ơi. Củ khoai này nó hơi to một chút, mình coi thử. Nó quá. Hình như nó chưa chín lắm nhưng mà nó cũng ngon lắm nè. Khoai lang tím nha. Mình ăn một miếng bắp thôi. Mình ăn xong để mình đi ngủ, mai mình đi tiếp tục cuộc hành trình. Hy vọng là các bạn sẽ rất là thích với cái hình thức đi du lịch cắm trại như thế này. Và với một cái kinh nghiệm của anh Đi chia sẻ cho mọi người để mọi người thấy có cái gì đó nó sẽ rất là khác nhé. Để ăn thử miếng bắp coi. Ngọt lắm bạn, bắp Mỹ. Cái này mà có mỡ hành bỏ lên chút ha. Mỡ hành tha lên như này nè. Ngon lắm bạn. Nói chung mà du lịch mà cắm trại chỗ này á thì các bạn đi bạn nào mà gan dạ thì có thể tự đi túc đi, còn không thì chúng ta có thể đi theo nhóm. Rất là vui ha. Ban đêm mình ngồi với một cái không khí nó se lạnh như thế này, ngồi cặp bắp đảm, cảm giác như mình đang trên Đà Lạt. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chương trình ngày mai nhé. Good night.